53023, một loại virus phát tán trong không khí khiến ai hít phải sẽ lập tức mất kiểm soát, cấu trúc xương tan chảy rồi biến thành người dẻo. Cẩn thận. Úi dạ, nguy rồi, đây là lối xuống duy nhất. Chỉ có một cách. Nhớ, dẻo đó. Nhìn đi, cút cút ra cho anh đi nhờ cái. Chạy thôi. Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô. Ok. Chờ tôi. Xách 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 áo. Mua đi. Cách này có vẻ ổn. Mỏi tay quá. Mua tiếp. Tôi phải mua đi bao giờ. Tôi mồi. Cố lên, một chút nữa thôi. Có mùi gì ấy nhở? Này hát quả ông ơi. Đâu, ngửi lại thử đi. Ok.